Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Durofa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Durofa cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của điều Furo -Smith, Công dụng và chỉ định Phù do suy tim, sơ gan, bệnh thận Tăng huyết áp đơn trị liệu hoặc phối hợp với thuốc điều trị tăng huyết áp khác Cách dùng Thuốc dùng đường uống Chống chỉ định Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc dị ứng với furosemide hay với các dẫn chất sulfonamid Giảm thể tích máu, mất nước có hoặc không kèm theo hạ huyết áp. Hạ kali máu nặng, hạ natri máu nặng. Hôn mê hoặc tiền hôn mê do sơ gan. Suy thận do hôn mê gan. Bệnh Addison, ngô độc digitalis. Dối loạn chuyến hóa porphyrin. Phụ nữ cho con bú vô niệu hay suy thận do các thuốc gây độc thận hay độc gan. Lưu ý khi sử dụng. Theo dõi các chất điện giải, đặc biệt là natri và kali, tình trạng hạ huyết áp, bệnh gút, bệnh đai tháo đường, suy thận, suy gan. Tránh dùng bệnh nhân suy gan nặng, giảm liều ở người già để giảm nguy cơ độc với thính giác. Khi nước tiểu ít, phải bù đủ thể tích máu trước khi dùng thuốc. Tác dụng phụ tuần hoàn, giảm thể tích máu trong trường hợp điều trị liều cao hạ huyết áp thế đứng. Chuyển hóa, mất cân bằng nước và điện giải bao gồm giảm kali huyết, giảm natri huyết, giảm magi huyết, giảm canxi huyết, nhiễm kiềm cờ huyết. Tương tác Các thuốc lợi niệu khác làm tăng tác dụng của furosemide. Các thuốc lợi niệu giữ kali có thể làm giảm sự mất kali khi dùng furosemide. Kháng sinh, cephalosporin làm tăng độc tính thận, Amin or làm tăng độc tính với tai và thận. Vancomycin làm tăng độc tính tai. Muối ly thị làm tăng nồng độ ly thị trong máu, có thể gây độc. Nên tránh dùng nếu không theo dõi được nồng độ ly thị huyết chặt chẽ. Glycoside tim làm tăng độc tính của glycoside trên tim do furosemide làm hạ kali huyết. Cần theo dõi kali huyết và điện tâm đồ. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Durofa, đồng thời biết cách sử dụng Durofa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham